bạn đã quay trở lại với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món cơm rang mì tôm, một món ăn mà rất là ngon và hơi lạ một chút, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn thực hiện nhé. Món cơm rang mì tôm thì gồm có: thứ nhất là cơm trắng, hai là xúc xích đã thái hạt lựu nhé. Các bạn sẽ có thể có cà rốt hoặc là dưa chuột, các bạn cũng thái hạt lựu. Đây mình có dưa chuột thôi. Và mì tôm một gói mì tôm mình bóp nhỏ, bóp nát ra. Hành lá, hành củ và không thể thiếu đấy là một quả trứng, chúng ta gọi là trứng vịt. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên thì mì tôm mình sẽ đổ nước vào ngâm trong khoảng 3 đến 4 phút. Các bạn sẽ đập trứng vào cơm nhé. Sau đây mình trộn đều. Cho cơm vào nhé. Các bạn có trứng gà là tốt nhất. Đây mình có hôm nay mình có trứng gà rồi nên mình tạm trứng vịt thì nó không được vàng như là trứng gà. Các bạn rang cho hạt cơm nó săn lại, sau đấy mình cho mì tôm vào nhé. Mì tôm mình ngâm 3-4 phút, sau đấy mình chắc nước. Giả đều. Bạn nêm muối và trứng vào nhé. Thank you.
mình rang chấm chia hạt cơm nó xong lại nhé. Sau khi xào cơm xong lên thì cần vừa rồi thì các bạn cho cơm vừa vào. Có cà rốt thì càng tốt nhé, cà rốt thì mình nên xào trước. Rồi đã chín rồi thì mình sẽ rắc một chút hành lá lên nhé. Mình đã cùng với các bạn hoàn thành món cơm rang mì tôm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy ra đĩa và thưởng thức nhé. Vậy là mình đã cùng các bạn hoàn thành xong món cơm rang mì tôm trình bày ra đĩa. Bây giờ cùng thưởng thức thế nào? Các bạn hãy làm theo và chúc các bạn thành công nhé!